xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio cuối tập trước trong khi tư không an vân còn đang không biết phải giới thiệu từng từng với phụ thân như thế nào thì nàng đã nghe thấy thanh âm của phụ thân mình vang lên nói chuyện tốt ngươi làm vi phụ đã biết tư không chấn sắc mặt khó coi nhìn tư không an vân một cái ngươi giết thạch ngân đế tử lại còn chưa trở về còn dám xông loạn trong tổ địa hắc ám thậm chí xâm nhập vào hắc ám cấm khu này ngươi muốn tức chết vi phụ à bất quá lúc tư không thần nhìn thấy tư không an vân trong lòng chấn động mạnh một cái bởi vì mới bao lâu không gặp tư không an vân vậy mà so với lúc rời khỏi thánh địa tu vi tăng lên đâu chỉ một bậc một thân tu vi vậy mà đã đạt tới nửa bước đỉnh phong chí tôn cảnh giới một lần trưởng thành như vậy ngay cả hắn cũng giật mình vị này hẳn là vị thiếu gia trong miệng ngươi tư không chấn quay đầu nhìn về phía tầng trần trên mặt tư không an vân lập tức lộ ra vẻ xấu hổ tư không chấn thấy thế thì sắc mặt bình tĩnh nói tư không thánh địa của ta ở hắc ám nhất tộc mặc dù không tính là thế lực đỉnh cao gì nhưng cũng không phải thế lực nào cũng có thể cưỡi trên đầu tư không thánh địa ta người thân là người thừa kế tư không thánh địa ở bên ngoài những thiếu gia loạn như vậy cũng không sợ ném hết thể diện của tư không thánh địa ta tư không an vân đỏ mặt vội vàng giải thích phụ thân việc này không phải như người nghĩ thiếu gia hắn quả thật được rồi ngươi không cần giải thích nhiều tư không chấn quay đầu nhìn về phía tần trần người trẻ tuổi nghe nói ngươi muốn con gái ta đi làm thị nữ của ngươi lời nói vừa dứt một ánh mắt đáng sợ trong nháy mắt rơi lên người tần trần mơ hồ có uy áp kinh người đánh úp lại sắc mặt tần trần bình tĩnh nhìn tư không chấn đối mặt với uy áp của tư không chấn tần trần lại lù lù bất động sắc mặt không có một chút dao động nào bình tĩnh nói không sai lời này đích thực là do bản thiếu nói bất quá cũng không phải là ta muốn mà là bản thiếu thấy tư không an vân có thiên tư không tệ nếu nàng nguyện ý hầu hạ bản thiếu gia bản thiếu ngược lại có thể miễn cưỡng thu nàng làm thị nữ nhưng nếu nàng không muốn bản thiếu cũng sẽ không cưỡng cầu nói xong lời này tần trần nhìn về phía tư không chấn còn ngươi nữa một gã trung kỳ chí tôn thực lực miễn cưỡng coi như không tệ xem như nể mặt tư không an vân nếu ngươi nguyện ý có thể đến bên cạnh bản thiếu đảm nhiệm hộ vệ bản thiếu có thể bảo vệ tiền đồ của tư không thánh địa ngươi lời này vừa nói ra tư không chấn và tư không an vân đều há hốc mồm ngay cả hư ảnh nguy nga kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc để bản tọa làm hộ vệ của ngươi ha 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 tư không chấn đột nhiên cười ha hả mà thấy biểu tình này của tư không chấn từng trần lại thẳng nhiên nói thế nào không muốn ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng mất đi cơ hội lần này sau này bản thiếu chưa chắc đã đồng ý đây sẽ là tổn thất của tư không thánh địa ngươi sợ tương lai tư không thánh địa sẽ tiếp nuối cả đời tư không chấn nghe vậy thì sắc mặt dần dần nghiêm túc lên bởi vì lúc từng trần nói lời này biểu lộ vô cùng bình tĩnh hoàn toàn không có ý đùa giỡn loại bình tĩnh này tuyệt đối không phải người bình thường có thể giả bộ được ha 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 để sau lại nói tư không chấn động cười ha ha xoay chuyển ánh mắt rõ ràng không trực tiếp cự tuyệt sau đó hắn quay đầu nhìn về phía hư ảnh nguy nga kia ám lôi lão tổ hôm nay là người của tư không thánh địa ta mạo phạm bản tọa ở chỗ này đền tội cho bọn họ kính xin ám lôi lão tổ cho tài hạ một chút mặt mũi bản tọa lập tức mang tiểu nữ của mình trở về giáo huấn cho tốt tư không chấn chắp tay nói ánh mắt hư ảnh nguy nga kia âm trầm lạnh lùng nói tư không chấn niệm tình ngươi trấn thủ hắc ngọc đại lục nhiều năm như vậy bản tổ nể mặt ngươi con gái của ngươi bản tổ vốn không làm gì nàng là chính nàng không muốn rời đi nhưng tiểu tử kia ám lôi lão tổ nhìn về phía tần trần trong tròng mắt có huyết quan tăng vọt người này lại có thể coi nhẹ hắc ám huyết lôi của bản tổ chỉ sợ đi không dễ dàng như vậy mà tư không chấn nghe vậy thì kinh hãi liếc nhìn tần trần lại cười nói ám lôi lão tổ nói đùa người này là khách của tư không thánh địa ta nếu bổn tọa đã tới đương nhiên phải cùng mang đi ám lôi lão tổ nghe vậy thì sắc mặt lập tức âm trầm xuống tư không chấn ngươi đây là muốn cải lại bản tổ sao tư không chấn khẽ mỉm cười ám lôi lão tổ nói đùa rồi lão tổ ngươi chính là cường giả đỉnh cấp của bộ tộc hắc ám ta năm đó là tiên phong quân của bộ tộc ta xâm lấn vùng vũ trụ này người nổi bật bản tọa sao dám chống lại hắc ám lão tổ bất quá người này thật sự là khách của tư không thánh địa ta tư không chứng ta sao có thể có đạo lý ném khách nhưng ở chỗ này mặc kệ cho nên xin ám lôi lão tổ thứ lỗi ám lôi lão tổ hừ lạnh một tiếng nếu bản tổ nhất định phải lưu hắn lại thì sao lời nói vừa dứt trên bầu trời từng đạo mây đen đáng sợ phun trào cùng lúc đó từng đạo lôi quang ở trong thiên địa hiện lên điên cuồng du tẩu nhưng tư không chấn vẫn mỉm cười như trước nói bản tọa không sợ phải đọ sức với ám lôi lão tổ một phen chỉ bằng ngươi ám lôi lão tổ tức giận hừ lạnh một tiếng trên người tỏa ra khí tức vô tận cười nhạo nói tư không chấn ngươi chẳng qua chỉ là một hư ảnh phân thân mà thôi tại hắc ám tổ địa này ngươi có tin trong chốc lát bản tổ có thể tiêu diệt ngươi tư không chấn cười ha ha trên người hắn một luồng khí tức thông thiên cũng lập tức phun trào lên sau đó hắn mỉm cười nhìn hư ảnh nguy nga nói ám lôi lão tổ đây quả thật chỉ là một phân thân của bản tọa bất quá bản tọa kinh doanh nhiều năm ở hắc ám tổ địa này tuy nói là lập công chuộc tội nhưng cũng coi như là lập công lao cho hắc ám tổ địa huống chi bản tọa cũng không phải là không chuẩn bị gì tiếng nói vừa phát ra đột nhiên thời khắc này toàn bộ hắc ám tổ địa chấn động hẳn lên chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang lên một tòa cung điện Nguyên nga lơ lửng hóa thành một ngôi sao băng trong nháy mắt lơ lửng bên ngoài hắc ám cấm khu này tòa cung điện này chính là khôn ma cung đây là một kiện bảo vật chí tôn rộng lớn bao la nguy nga sừng sững giống như là một tòa ma cung lơ lửng trên không của hắc ám cấm khu tỏa ra vô tận ma quang chỉ thấy từ trong khôn ma cung này mà lực hắc ám cùng cuộn trút xuống giống như thác nước thủy triều nặng nề vậy mà xông qua hắc ám tổ địa cấm khu trực tiếp dán lâm trên người tư không chấn trong cấm khu dung nhập vào trong cơ thể hắn những hắc ám chi lực này không ngừng dán lâm trên người tư không chấn tư không chấn toàn thân ánh sáng hắc ám tỏa ra cả người giống như trở thành một vị hắc ám ma thần khí tức trên người hắn vô cùng ngưng thực căn bản không giống như là một bộ thần niệm vân thân mà giống như là bản thể dán lâm lúc này tư không chấn sắc mặt bình tĩnh nhìn hư ảnh nguy nga hiện tại không biết ám lôi lão tổ có thể giết chết một cổ phân thân trước khi chân thân bản tọa đuổi tới không Ám Lôi lão tổ nhìn chằm chằm vào khung ma cung bên ngoài hắc ám cấm địa, cùng với Tư Không Chấn thần niệm tăng vọt lên gấp mấy lần, sắc mặt tái xanh, hắn tức giận đến phát run. "Tư Không Chấn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Ám Lôi lão tổ hiếp mắt vẫn nộ quát, "Ngươi đừng quên, Tư Không Thánh địa của ngươi là một tội nhân, ở lại chỗ này lấy công chuộc tội mà thôi, nếu phá hủy kế hoạch cấp cao, ngươi đảm đương được không?" Ám Lôi lão tổ lạnh giọng nói. "Đa tạ Ám Lôi lão tổ nhắc nhở, bất quá Tư Không Thánh địa ta rốt cuộc có phải tội nhân hay không, Ám Lôi lão tổ ngươi rõ ràng nhất, Tư Không Thánh địa của ta vốn là bị người ta hãm hại." huống chi mặc kệ tư không thánh địa hiện tại như thế nào sợ cũng không cần một người chết như ngươi nhắc nhở chứ tư không chấn thản nhiên nói tư không chấn ngươi quá càng rỡ ám lôi lão tổ không thể kìm nén được nữa phía chân trời mây đen vô biên không ngừng phun trào từng đạo lôi quang màu máu lập lè hướng tư không chấn phía dưới chính là muốn chấn áp xuống nhưng đối mặt với sự phẫn nộ của ám lôi lão tổ tư không chấn sắc mặt vẫn bình tĩnh ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chỗ sâu trong cấm khu các vị tổ tiên tư không ta mặc kệ như thế nào cũng là một trong ba đại cường giả trấn thủ hắc ngọc đại lục hiện tại chắc hẳn chư vị sẽ không để mặt cho ám lôi lão tổ tùy ý động thủ với bản tọa chứ nghe vậy tư không an vân bỗng nhiên ngẩng đầu chư vị tổ tiên chẳng lẽ chung quanh này không chỉ có một mình ám lôi lão tổ ở một bên ánh mắt từng trần cũng lóe lên bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy tư không chấn vừa dứt lời đột nhiên xa xa trong cấm địa từng luồng khí tức thông thiên đột nhiên phóng lên cao ở chỗ sâu trong cấm địa mơ hồ hiện lên từng bóng người đáng sợ những bóng người này đều tỏa ra khí tức thông thiên giống như cùng mảnh tổ địa hắc ám này kết hợp cùng một chỗ từng luồng khí tức đáng sợ rơi vào trên thân đám người tư không chấn. những hư ảnh này chính là năm đó vẫn là cuối cùng mai tán rất nhiều lão tổ hát ám tộc ở sâu trong tổ địa này ám lôi dừng tay những hư ảnh này vừa xuất hiện liền lạnh lùng nói với ám lôi lão tổ chư vị tư không này cả gan làm loạn căn bản không để chúng ta vào mắt bản tổ bảo ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao đột nhiên một tiếng hư lạnh vang lên từ trong rất nhiều hư ảnh kia một bóng người mông lung đi ra toàn thân đen kịch giống như một vị thái cổ ma thần từ xa nhìn lại người này vừa mở miệng sắc mặt ám lôi lão tổ lập tức biến đổi lúc này không dám nói thêm nửa câu tư không chấn bái kiến người tọa đại nhân nhìn thấy một đạo hư ảnh này tư không chấn sắc mặt cũng hơi đổi chắp tay hành lễ có chút cung kính lúc này đứng ở một bên nghe được danh xưng này tần trần cũng khẽ cau mày bởi vì từ trên người người tọa này tần trần cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng đáng sợ đó là tử khí cuồn cuộn mà thấy vẻ mặt lúc này của tần trần tư không an vân liên tục truyền âm cho tần trần vội vàng giải thích thiếu gia người tòa đại nhân là một trong bốn đại tướng quân năm đó xâm nhập vùng vũ trụ này chấp trưởng rất nhiều đại quân hắc ám nhất tộc ta là cường giả chân chính của hắc ám nhất tộc ta năm đó xâm nhập vùng vũ trụ này đế thích thiên đại nhân là thống lĩnh trên mặt ngoài mà ở dưới trướng đế thích thiên đại nhân còn có bốn đại tướng quân thống lĩnh bốn đại quân hắc ám bởi vì đế thích thiên đại nhân chính là hoàng tộc rất ít tham dự chém giết thật sự cho nên người tòa đại nhân bọn họ xem như người nắm quyền thực sự trong vũ trụ này của hắc ám nhất tộc ta trong khi tư không an vân đang giải thích cho từng trần thì thân ảnh nguyên nga kia sau khi quát lớn ám lôi lão tổ xong liền lạnh lùng nhìn tư không chấn hư lạnh một tiếng nói tư không chấn đều nói tư không thánh địa của ngươi cùng vọng vô biên bây giờ gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền tư không chấn khẽ biến sắc chắp tay nói không dám hôm nay người dưới trướng tư không thánh địa ta xông nhầm vào hắc ám cấm khu đúng là trách nhiệm của tư không thánh địa ta bất quá người của tư không thánh địa quả thật là không có ý đồ xâm nhập nhưng ám lôi lão tổ lại nắm chặt không thả không chút nào nể mặt tư không thánh địa ta tư không chấn ta trấn thủ hắc ngọc đại lục này ước vạn năm cũng đã làm cho chư vị tổ tiên không ít chuyện nếu không có công lao cũng có khổ lao tin tưởng các vị tổ tiên trong lòng tự có một tấm gương sáng nếu các hạ nói là sông lầm vậy bản tổ cũng tin là sông lầm đã như vậy tư không chấn ngươi mang theo người của ngươi rời đi đi bất quá bản tổ không hy vọng chuyện như vậy còn có lần nữa dứt lời trên người ngự tọa một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời khí tức đáng sợ kia ầm ầm đánh vào người tư không chấn tư không chấn ở dưới không ma cung gia trì ngưng thực thần niệm vương thân trong khoảnh khắc trở nên hư ảo thiếu chút nữa vì vậy mà trong nháy mắt mở tung ở một bên con người của từng trần cũng co rụt lại công kích thật quỷ dị từng trần hiếp mắt vừa rồi một kích kia không chỉ ẩn chứa hắc ám lực cường đại cùng khí tức tử vong, càng có một cổ lực lượng linh hồn đáng sợ hàng lâm, suýt chút nữa chứng cho đạo khí tức linh hồn trong phân thân thần niệm này trực tiếp bị xóa đi. Nếu khí tức linh hồn này trực tiếp bị xóa đi, như vậy một đạo thần niệm vân thân này của Tư Không chứng cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư vô. Người tọa đây là đang cảnh cáo Tư Không chứng hắn có năng lực trực tiếp hủy diệt đi đạo thần niệm phân thân này của Tư Không chứng, cho dù là dưới sự gia trì của Không Ma cung cũng vậy. Mà lúc này, Tư Không Chấn ổn định thân hình, sắc mặt khó coi, chắp tay nói, "Vãn bối nhớ kỹ, hắn biết đây là người tọa đang cảnh cáo hắn an vân ngươi theo ta rời đi sau này nếu còn dám chạy loạn đừng trách vi phụ không khách khí còn có nói đến đây ánh mắt tư không chấn nhìn về phía từng trần truyền âm nói vị bằng hữu này nếu đỡ ở đây không bằng đi theo tại hạ cùng đi thuận tiện đến tư không thánh địa ta làm khách một phen cũng để cho tại hạ tận tình địa chủ từng trần nghe vậy cũng không có trả lời ngay hắn nhìn vào chỗ sâu trong cấm địa trong lòng biết rõ lần này nếu muốn trực tiếp tiến vào chỗ ma hồn nguyên khí sợ là không có khả năng những lão tổ của bộ tộc hắc ám này tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ dàng tiếp cận ma hồn nguyên khí như vậy trừ phi hắn thi triển ra hắc ám vương huyết nhưng đám người tọa này năm đó là tự mình đi theo cường giả đế thích thiên quan hệ với đế thích thiên tất nhiên phi phàm từng từng cũng không dám cam đoan mình nếu thi triển ra hắc ám vương huyết đám người này có thể nhìn ra manh mối hay không cho nên trong lòng hắn hơi động lúc này mới gật đầu nói cũng có thể đã như vậy xin mời đi theo ta tư không chấn trung tay một cái chắp tay với đám người người tọa nói chư vị lão tổ cáo từ vừa nói xong thân hình hắn ngắn một cái trực tiếp lướt về phía khôn ma cung ánh mắt từng từng lóe lên một cái cũng theo sát phía sau ba bóng người tiến vào khôn ma cung ngay sau đó khôn ma cung nhắn một cái trong khoảnh khắc biến mất mà đợi đến khi đám người từng từng biến mất ám lôi lão tổ kia nhất thời sắc mặt khó coi nói với người tòa đại nhân từ không chấn làm càng hai tên này cũng tuyệt không phải là ngoài ý muốn xông vào nơi đây mà là cố ý làm ra người tòa đại nhân ngài vì sao phải thả đám người tư không chấn kia rời đi tư không chấn hai người dưới trướng này xác thực không phải ngoài ý muốn xâm nhập mà là cố ý gây ra ngươi cho là lão phu không biết người tọa hiếp mắt lạnh lùng nói ám lôi lão tổ nghe vậy thì thần sắc ngẩn ra vậy người tòa đại nhân ngươi người tòa lạnh lùng nói ngươi có biết tàng hùng của atula thập thất lúc trước đã hoàn toàn tan thành mây khói rồi không cái gì ám lôi lão tổ giật nảy mình sao lại như vậy không chỉ có ám lôi lão tổ các hư ảnh khác chung quanh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ bọn họ tự nhiên biết atula thập thất theo như lời người tòa đại nhân nói chính là tù phạm atula xếp hạng 17 năm đó nhân vật như vậy năm đó ít nhất cũng là hảo thủ trong chí tôn sao có thể dễ dàng hồn phi phách tán ám lôi lão tổ cả kinh nói người tòa đại nhân, ngài nói thật sao? điều này không thể nào. một lão tổ cấp chí tôn, cho dù chỉ là một đạo tàng hồn, sao có thể dễ dàng vững lạc? Là... bản tổ cũng cảm thấy kỳ quái. người tòa hiếp mắt, atula thập thất kia vì sống lại, trước đó luôn dừng lại ở bên ngoài hắc ám tổ địa, cắn nuốt rất nhiều sinh mệnh lực giúp chúng ta. nhưng trước đó không lâu, bản tổ cảm nhận được linh hồn người này lập tức hoàn toàn biến mất, một tia sinh mệnh lực cũng không lưu lại, tất nhiên là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. ám lôi lão tổ nghe vậy thì lập tức trừng to mắt. người tòa đại nhân, hắc ngọc đại lục này chính là lãnh địa của hắc ám nhất tộc ta. Atula thập thất kia, năm đó trước khi vẫn là cũng là một vị trí tôn sơ kỳ đỉnh phong, cho dù vẫn là một thân thực lực cũng tuyệt không phải người bình thường có thể gây thương tích, sao lại? Đây cũng là gia ta nghi ngờ. Người tỏa hiếp mắt, cái chết của Atula tuyệt không đơn giản như vậy, toàn bộ người có thể giết hắn ở Hắc Ngọc Đại Lục, không vượt quá năm ngón tay, mà tư không chấn kia thường xuyên tỏa trấn hắc ám tổ địa, nếu nói việc này với hắn không có chút quan hệ nào, sợ là căn bản không có khả năng. Ám Lôi lão tổ giật nảy mình, đại nhân, ngài nói là Atula thập thất kia là tư không chấn giết chết sao? chỉ là có khả năng này mà thôi nhưng cho dù atula thập thất kia không phải tư không chấn giết chết tất nhiên cũng có quan hệ với hắn người tòa đại nhân vừa rồi ngươi còn do dự cái gì sớm biết như vậy đã bắt lấy phân thân tư không chấn kia cha hỏi ra nguyên do ám lôi lão tổ cả giận nói những hư ảnh khác trên thân cũng đều nở rộ khí tức rét lạnh sắc mặt người tòa trầm xuống lạnh lùng nhìn về phía bọn người ám lôi lão tổ sắc mặt âm trầm nói đây chính là ta muốn khuyên bảo các ngươi các ngươi nói ta bắt được tư không chấn kia làm gì chẳng lẽ báo thù cho atula thập thất sao nực cười là thập thất kia, bất quá chỉ là một tù phạm mà thôi, năm đó chỉ là vì chuyện cùng chúng ta làm, mới được ban cho cơ hội sống lại như vậy, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một kẻ tù tội, sao có thể so sánh với chúng ta. Hiện tại việc chúng ta phải làm nhất, chính là hoàn thành sứ mệnh, đoạt được chí bảo của ma tộc, thật sự thay một vị đại nhân kia loại bỏ chướng ngại, khống chế chốn vũ trụ này. Mà tư không chấn kia mặc kệ nói như thế nào, cũng là một trong những người cầm quyền tam đại thế lực trấn thủ hắc ngọc đại lục, chúng ta nếu như trở mặt với hắn, chẳng phải là tự tìm mất mặt sao. Đối với ta, cùng các ngươi, có chỗ tốt gì sao? Huống chi, các ngươi đều đừng quên cái chết của vị kia có quan hệ với chúng ta hiện giờ chúng ta chỉ có thể ôm chặt đùi vị kia nếu không tương lai mặc dù sống lại tại hắc ám đại lục nửa bước cũng khó đi nghe được lời người tọa nói tất cả hư ảnh chung quanh đều trầm mặt xuống thân sắc có sợ hãi mà ám lôi lão tổ thì cắn răng nói người tọa đại nhân lời ngài nói chúng ta đều hiểu nhưng từ không chấn kia vừa rồi là thứ đồ chơi gì lại dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta như vậy chuyện này nếu bỏ qua chúng ta cho dù sống lại sợ cũng ngu ngốc người tọa trực tiếp nhắc lời ám lôi lão tổ ám lôi lão tổ ngẩn ra đồ không có đầu óc tư không chấn kia bất quá chỉ là một tuân kỳ chí tôn mà thôi sao phải so đo nhiều với hắn như vậy đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ một khi sống lại giết người này chẳng phải là dễ dàng sao lại bây giờ liều chết với hắn vạn nhất phá hủy kế hoạch của vị đại nhân kia ngươi đảm đương được không người tọa nhìn ám lôi lão tổ ánh mắt như nhìn một thằng ngốc đừng nói là tư không chấn liền nói về tiểu tử kia vừa rồi trong cơ thể hắn có một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ cổ lực lượng kia ngay cả bổn tọa cũng có chút hồi hộp người này tuyệt đối bất phàm ám lôi lão tổ nghe vậy thì hít một hơi lạnh trận tròn mắt chuyện này không thể nào người tòa lạnh lùng nhìn về phía ám lôi lão tổ kẻ này còn kẻ như vậy đã có thể bỏ qua hắc ám huyết lôi của ngươi thậm chí tư không chấn mơ hồ cũng có chút để ý cũng chỉ có tên ngốc như ngươi không nhìn ra nếu ngươi muốn chết thì tự mình chết đi đừng liên lụy tới chúng ta dứt lời hư ảnh người tòa này trực tiếp tiêu tán không thấy những hư ảnh khác cũng đều không nói gì nhìn ám lôi lão tổ thân hình từng người tiêu tán ám lôi lão tổ gãi đầu một cái tiểu tử kia lợi hại như vậy sao tư không chấn đối với tiểu tử kia có chút để ý sao ta không nhìn ra trong tiếng lẩm âm một tiếng thân hình hắn cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà lúc này ở trong hư không vô tận bên ngoài hắc ám tổ địa một luồng sáng đáng sợ điên cuồng bay lượn trong hư không chính là khôn ma cung kia khôn ma cung tuy chỉ là một kiện chí bảo nhưng lại cực kỳ hùng vĩ trong đó hư không từng tầng chồng chất giống như đại thiên thế giới vậy trong thế giới khôn ma cung từng tầng nhìn bốn phía người bình thường tới đây có thể nhìn thấy chỉ là một thế giới hư không nhưng đối với từng tầng có được thế giới hỗn độn còn là một luyện khí sư mà nói lại liếc mắt nhìn thấy cấm chế từng tầng lớp lớp trong hư không vô tận này dường như khôn ma cung này lợi dụng rất nhiều cấm chế trồng lên một tầng thế giới chi lực, khiến cho phương hư không này trở nên vững chắc không gì sánh được, cường giả cấp chí tôn cũng không dễ dàng oanh phá được. Mà những không gian đặc thù này còn bị chia ra rất nhiều khu vực, từng tầng không gian đều có công dụng khác nhau. Có nơi có thể dùng để cất giữ bảo vật, có nơi có thể dùng để giam cầm địch nhân, còn có nơi có thể dùng làm đạo tràng tu hành. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video, nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.